Hello, chào anh em, chào mừng em quay trở lại channel Sau Đoà Thay Đồ Cũ. Rất vui được gặp lại anh em trong video ngày hôm nay. Lâu lắm rồi mình không làm một video nào liên quan đến loa cánh xe hơi. Thì nhân tiện là ngày hôm nay mình có về được một ít cái mẫu loa của Sony này, Alpine này, Infinity này. Nói chung cũng khá chi là nhiều mẫu, nhưng mà số lượng cái cũng không có nhiều, số lượng cũng tương đối ít. Thì nhân tiện là hôm nay về hàng thì mình sẽ làm một video chia sẻ với anh em về những cái mẫu loa này. Những mẫu loa mà mình chia sẻ với anh em ngày hôm nay thì giá rất là tốt luôn. Tuy nhiên thì cái âm thanh, cái chất lượng âm thanh của nó vượt ngoài cái tầm giá luôn anh em. Âm thanh rất là hay luôn, nên là anh em có thể ứng dụng được nó vào rất nhiều các mục đích khác nhau. Đầu tiên phải nói là lắp xe, sau thì kế đến là anh em có thể làm những cái chiếc loa Bluetooth này, hoặc là loa lên thùng làm loa nghe nhạc gia đình này, hoặc là anh em cũng có thể sử dụng những một trong những cái cặp loa ngày hôm nay để anh em có thể làm một cái loa karaoke xách tay mini chẳng hạn, cũng được luôn ha. Nói chung là rất nhiều cái mục đích, và những cái loa này nó sẽ phù hợp được với rất nhiều mục đích, mình nghĩ là vậy. Thì chi tiết cụ thể như thế nào về giá cả cũng như thông số kỹ thuật của từng loại loa như thế nào thì mình sẽ chia sẻ ở phần tiếp theo của video, em cùng theo dõi nhé. Rồi, sản phẩm đầu tiên mình muốn giới thiệu với anh em đó là một cái con loa đồng trục 3 đường tiếng của Sony. Loa này là có đường kính là 16cm ha. Có cái mã đó là XSFV163E. Loa này là loa jean Sony chính hãng anh em ha. Loa này là loa xe hơi. Nhưng mà tuy nhiên là mình đã chia sẻ ở phần đầu video thì với những cái con loa như thế này anh em có thể sử dụng với rất nhiều mục đích khác nhau, không nhất thiết là phải chỉ để lắp xe thôi. Anh em còn có thể dùng làm loa gia đình, hoặc là loa nghe nhạc, loa Bluetooth, hoặc là loa karaoke đều được ha. Cái con này có thể làm loa karaoke xách tay mini được này anh em. Vì sao? Bây giờ mình sẽ phân tích ha. Đầu tiên ta sẽ đi xem sơ qua cái thông số kỹ thuật của nó. Loa này có cái công suất RMS đó là 45W, peak power là 260W, tức là cái công suất tối đa mà con cái loa này có thể chịu đựng trong thời gian ngắn là 260W, và cái công suất hoạt động liên tục là 45W ha. Và cái công suất mà đề nghị cho cái loa này hoạt động tốt nhất, tối ưu nhất đó là 40W. Trở kháng của loa này là 4 ohm. Thì với những cái thông số như vậy thì anh em cũng thấy là nó sẽ phù hợp với được đa số các cái mạch công suất, cũng như là các cái đầu xe hơi hiện tại, đầu zin xe hơi nha, chứ không phải âm ly nha. Nó sẽ phù hợp với rất nhiều các cái đầu zin hoặc xe hơi, hoặc là đầu Android đều có thể hoạt động được. Rồi các cái mạch công suất thông thường, hoặc là các cái mạch karaoke mini có thể sử dụng được với cái loa này ha. Ngoài ra thì theo như hãng công bố thì cái loa này nó sẽ là loa đồng trục 3 đường tiếng, có cái giải tần đáp ứng là từ 55Hz cho tới 24.000Hz. Lên được tới 24.000Hz là mình nghĩ là nhờ hai con chép này. Thêm vào đó nữa thì cái loa này, cái gân loa là làm bằng vải lụa, nên là nó sẽ cho ra cái âm trung rất là hay luôn, rất là mượt mà và sắc nét, không có bị quá thiên về bass ha. Mặc dù là không có quá thiên về bass, nhưng mà cái giải tần của thấp nhất của nó cũng được 55Hz, nên là nó cũng với những anh em nào mà không dùng sub thì nó vẫn có thể phát được những cái âm trầm khá là tốt ha. Đó thì đó, xem sau khi mà anh em nghe xem được cái thông số của nó rồi thì anh em cũng sẽ thấy là con loa này có thể sử dụng được khá là nhiều mục đích khác nhau ha. Như mình đã nói thì con này anh em có thể làm một cái con loa karaoke xách tay, chỉ cần lắp hai con loa này thôi, và với một cái mạch karaoke mini thì anh em đã có thể có một cái con loa xách tay mà không cần phải thêm lắp thêm chép hay là phân tần rời bên ngoài ha, sẽ tiết kiệm được chi phí rất là nhiều. Đặc thù của con này là cái tiếng trung chép rất là sáng, nên là anh em hoàn toàn có thể làm loa karaoke được luôn ha. Tất nhiên thì anh em nào mà muốn lắp xe thì vẫn rất là ok thôi, nó sẽ hơn hẳn so với những cái con loa toàn giải thông thường ở trên xe, toàn giải bằng màng giấy gân cao su ở trên xe ha. Chắc chắn rồi, loa hãng, loa độ lúc nào nó cũng sẽ hơn cái loa zin theo xe. Cái độ nhạy của loa này là 89 dB anh em ha, 89 dB. Loa này thì hiện tại bên mình về, như anh em cũng thấy ở đây là về loa tất cả đều là loa rời không hộp, loa gò mình hay anh em hay gọi là loa no box á ha. Vì cái việc mà nó không có hộp bảo vệ như thế, nên là có một số các củ loa nó sẽ bị đè nhau. Đây em thấy này, nó sẽ bị đè, ví dụ như khi mà sắp xếp nó sẽ bị đè nhau như thế này, thì các cái gân của nó có một số cái củ loa nó sẽ không được đẹp nữa đó, một số các củ loa gân của nó sẽ không được đẹp, thì mình sẽ xếp cái loại này là loại xấu ha. Những cái củ loa xấu như thế này thì giá rất là rẻ luôn, giá chỉ có 500, bên mình đang bán chỉ có giá là 500.000 một cặp loa như thế này ha, tức là chỉ có 250.000 một loa, rất là rẻ rồi. Loa này là Sony chính hãng nha anh em, bao zin bao chính hãng nha anh em luôn ha. Và những cái củ loa đẹp như thế này chỉ còn có một số ít cái cặp loa được cái tình trạng là được xếp hạng là đẹp như thế này, thì sẽ có giá là 650.000 một cặp ha.
Trước đây bên mình đoán loa full box, tức là loa mới nguyên full box trong hộp còn nguyên siêu luôn là 900 ngàn một cặp. Thì nhưng mà hiện tại thì không còn loa full box nữa, chỉ còn loa rời như thế này. Thì chỉ có cái khác biệt ở chỗ là cái có hộp và không có hộp thôi. Chỉ trong hộp giấy và có xốp bảo vệ thôi, chứ còn lại thì như nhau hết, tất cả tình trạng như nhau hết ha. Một số loa thì nó vẫn có hơi cấn nhẹ, hơi móp nhẹ cái gân vải như thế này, thì mình vẫn xếp vào trong cái loại là đẹp nha anh em. Chỉ có cái nào mà bị cấn nhiều, móp nhiều thì mình mới xếp vào trong cái loại xấu nha anh em. Đó. Thì tất nhiên là với hai cái này thì âm thanh của nó không khác biệt nha. Mình khẳng định luôn là âm thanh của nó không có sự khác biệt, không có sự chênh lệch nào hết, chỉ khác biệt về thẩm mỹ thôi. Nên là anh em nào mà muốn tiết kiệm thì có thể lựa chọn những cái mẫu hơi xấu xấu như thế này. Giá thì nó sẽ tốt hơn, giá 500 ngàn một cặp. Còn cái loại đẹp hơn thì giá là 650 ngàn một cặp. Giá của bên mình là chưa bao gồm phí ship nha anh em. Giá chưa bao gồm phí ship. Anh em nào mà chuyển khoản đủ thì bên mình sẽ bao ship ha. Còn bên mình vẫn có thể hỗ trợ rồi giao hàng thu tiền toàn quốc ha. Giá chưa bao gồm phí ship. Rồi. Ok. Sản phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với anh em đó là một cái mẫu loa đồng trục, cũng là đồng trục hai đường tiếng của Sony, có mã là XS160GS. Mã này là đồng trục hai đường tiếng ha, và kích thước của nó vẫn là 16cm ha. Cái loa này thì công suất của nó, các cái thông số của nó có phần ấn tượng hơn so với cái mẫu loa khi nãy mình chia sẻ, đó là mẫu loa XS FB163E. Thì cái mẫu loa này công suất RMS của nó là 60W, và cái công suất cực đại có nó có thể chịu đựng được là 350W, cao hơn tới 100W so với cái mẫu loa 163E khi nãy mình chưa có chia sẻ ha. Trở kháng của nó vẫn là 4 ohm, tuy nhiên cái giả tần thấp nhất nó xuống được là 45Hz và cao nhất đó là vẫn là 24.000Hz. Mặc dù không có cái con dư chép bổ sung nhưng mà nó vẫn cái con chép này nó vẫn lên được tới 24.000Hz, rất là ấn tượng ha. Nếu như mà anh em có cơ hội cầm hai cái củ loa này trên tay thì anh em cũng sẽ thấy được là có một sự khác biệt khá rất là nhiều với hai cái mẫu loa này. Mẫu loa đồng trục ba đường tiếng của Sony mã FB163E thì có cái cụ từ nó nhỏ hơn một xíu, và cái chiều cao nó cũng thấp hơn một xíu so với lại cái mã loa là 160GS ha. Đó, anh em thấy này. Và cái chiều dày cụ từ cũng như là cái kích thước cụ từ nó cũng khác biệt tương đối ha. Cái mẫu loa 163E này thì cái trọng lượng của nó là 560g, còn cái mẫu loa mà 160GS này thì có cái trọng lượng là lên tới 840g, nặng hơn tới 300g. Thì anh em cũng thấy được cái sự khác biệt khá chứ là nhiều ha. Cái mẫu loa này thì bên mình chỉ có về được có mấy cặp thôi, chỉ có 5 hoặc 6 cặp thôi, không có nhiều ha. Mẫu này thì ở trên Amazon và một số các site khác ở nước ngoài họ đang bán với giá là 100 mấy chục đô á. Thế bên mình hiện tại cái mẫu loa này chỉ bán với giá là 900 ngàn ha, 900 ngàn một cặp, 900 ngàn một cặp. Lưu ý nha, tất cả những loa đồng trục, kể cả những cái mẫu loa này, mẫu loa 163E này, hoặc là mẫu loa này, hoặc là bất kỳ một cái mẫu loa đồng trục nào khác, thì nhà sản xuất họ sẽ làm một cái con tụ hoặc là một cái phân tần mini gắn trực tiếp ở trên cái thân loa. Anh em sẽ về, anh em chỉ việc là gắn vào cái âm ly, hoặc là gắn vào xe, hoặc gắn vào mạch công suất là dùng, không cần phải gắn thêm phân tần ha. Không nhất thiết phải gắn thêm phân tần. Tất nhiên là khi mà nếu anh em muốn có phân tần, có điều kiện, hoặc là anh em muốn tùy cái mục đích sử dụng của anh em mà anh em gắn phân tần rồi thì anh em bỏ con tụ này ra vẫn được, thì đó là không có vấn đề gì hết. Tuy nhiên thì nếu như anh em nào mà không rành hoặc là muốn để mặc định thì mình nghĩ là cứ để nguyên giống nguyên như thế này, gắn vào cái mạch là xong thôi, không cần phải làm gì hết cho đỡ mất thời gian, đỡ mất công ha. Đó, nhắc lại một xíu là cái mẫu loa XS160GS này có giá là 900 ngàn một cặp, giá chưa bao gồm phí ship, và chuyển khoản thì bên mình cũng sẽ bao ship ha. Tiếp theo mã 160GS của Sony thì mình có một cái mã đó là 130XS130GS của Sony. Tuy nhiên thì cái mã này về nó bị tem, nó bị xấu, rách khá giờ nhiều nên là mình bóc ra rồi. Đây, anh em thấy này, có sự tương đồng nhất định ở cái mã này với lại cái mã 160GS. Thực ra là cái mã anh em thấy, anh em để ý trên một số cái loa cánh họ sẽ hãng, họ sẽ ghi như này, XS160GS, tức là đường kính của nó là 16cm. Cái mã này á là thực chất nguyên bản nó là 130GS ha, 130GS, nhưng mà cái tem nó bị rách rồi ha. Riêng cái mã này thì mình chỉ có một cặp duy nhất và có về kèm theo được cái e-căng zin nữa. E-căng zin cũng là loa chưa qua sử dụng nha anh em, loa mới 100% chưa qua sử dụng. Đây có e-căng zin. Đây mình sẽ che cho anh em thấy ở trên cái màn hình này.
Mã này là XS130GS ha, 130GS, maximum của nó là 230W ha. Đường kính của nó là 13cm. Giá của Amazon hiện tại đang bán là 106 đô, tức là hơn 2 triệu Việt Nam đồng ha. À quên, hơn 2 triệu rưỡi nha anh em. Hơn 2 triệu rưỡi luôn. Thì cái mã này thì bên mình bán chỉ có giá là 650 ngàn một cặp thôi ha. 650 ngàn một cặp như thế này. Không có tem nha anh em, tem mình bóc mình bỏ đi rồi. Do tem nó bị về nó bị trầy nhiều quá, xấu quá nên là mình bóc mình bỏ đi luôn ha. Đó, có gì cần zin luôn. Mã này thì chỉ có một cặp duy nhất nha anh em. Nhắc lại một lần nữa là các cái mã khác á, đường kính của nó 16cm nên mình không có đo. Riêng mã này chỉ có cái đường kính khác biệt nên là mình sẽ đo cái đường kính cho anh em ha. Mã này có đường kính là 13cm, có mã là XS130GS ha. Giá Amazon như anh em vừa thấy đó là giá đang bán là 106 đô một cặp này. Tương đương với là 2 triệu rưỡi, 2 triệu 6 ở Việt Nam đồng. Thì mình chỉ bán với giá là 650 ngàn một cặp như thế này ha. Anh em loa đường kính 13cm thì thường thường chắc là mấy anh xe tải hay lắp á. Còn một số các xe hơi, xe con thì anh em cũng có thể lắp được cái cặp này. Hoặc là anh em làm loa Bluetooth hoặc là làm loa nghe nhạc vẫn được mà ha. Loa gia đình vẫn được mà ha. Rồi, nhắc lại một lần nữa, giá là 650 ngàn, chỉ có một cặp duy nhất anh em. Chuyển khoản bao ship ha. Cặp này, riêng cặp này thì mình chỉ nhận chuyển khoản thôi nha. Rồi, sản phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với anh em trong video ngày hôm nay đó là một cái mẫu loa đồng trục cũng 16cm. Tuy nhiên cái mẫu loa đồng trục này không đến từ cái thương hiệu Sony như hai cái mẫu loa trước, mà mẫu loa đồng trục này là đến từ cái thương hiệu Infinity. Thông tin thêm cho anh em nào chưa biết thì cái thương hiệu Infinity và JBL đều là hai cái thương hiệu con của Harman Kardon ha, đều được Harman Kardon sản xuất. Quay trở lại vấn đề chính, đó là cái mẫu loa này là một cái mẫu loa đồng trục của Infinity mới ra mắt, đó có mã là 607FSL. Thì theo mình thấy thì cái mẫu loa này nó giống như cái mã loa là 6532EX và EX của Infinity hồi xưa, mà họ chỉ thay mã mới, đó là vẫn dùng cái con chép này, vẫn dùng cái màn loa này và vẫn dùng cái khung sườn này, và cụ từ nó cũng y hệt luôn. Anh em nào mà có dịp trên tay cái mã loa 6532EX hoặc EX của Infinity hồi xưa, cái đi ra mắt cách đây 3-4 năm trước á, thì anh em sẽ thấy là có sự tương đồng rất là cao luôn. Mã này thì mới ra mắt năm nay thôi nha anh em, 607FSL. Ngoài cái mã này ra thì hãng họ sẽ có một cái mã là 607F nữa, không có SL ở đằng sau ha. 607F thì cái mã đó công suất cao hơn và bát cũng nhiều hơn. Cái mã này thì anh em sẽ thấy là cái loa chép nó hơi nhỏ một xíu này, và cái gân của nó nhỏ một xíu này. Nhưng mà cái này đặc thù, chính vì như vậy nên là cái đặc thù của cái loa 607FSL này cho ra tiếng trung chép rất là hay này. Cái màng của nó là màng poly màng nhựa, và cái gân của nó gân mỏng mạnh hơn nên là cho ra cái âm trung rất là hay luôn, sáng và hay, nó không bị bát quá nhiều ha. Cái mã 6532 hồi xưa và cái mã 607F hiện tại thì cái cổ từ lớn này, rồi cái chép lớn này, và cái gân loa lớn này, nên là cái âm bát khá là nhiều. Anh em nào thích nghe nhiều bát thì có thể lựa cái mẫu đó, hoặc là còn nếu như anh em nào mà có súp gầm rồi đó, hoặc là anh em nào mà có muốn cân bằng, muốn tăng thêm cái dải trung chép thì anh em có thể lựa cái mã này, giá sẽ tốt hơn và mid của nó sẽ sáng hơn, nhìn hơn một xíu so với lại mấy cái mã kia ha. Về giá bán thì mã này thì bên mình đang bán với giá là 1.050.000 một cặp ha. 1.050.000 một cặp, tất nhiên là vẫn sẽ không có bốc, no bốc, hàng no bốc này đó. Như mình đã chia sẻ thì ở trên tất cả các loa đồng trục thì hãng họ sẽ gắn thêm một con tụ để lọc cho cái con chép ở đây, và không có phân tần ha. Không cần phải gắn thêm phân tần ha. Cũng giống như những cái mã trước của Sony thì đây là loa không hộp, nên là khi mà vận chuyển thì cũng sẽ có một số các loa thì chưa qua sử dụng đâu. Anh em thấy này, ở trên cái tai ốc này anh em sẽ không thấy được cái dấu bắt ốc, tuy nhiên thì anh em sẽ có thấy một số các vết trầy ở vành loa, ở đây các vết trầy ở vành loa cũng như là ở cái khung xương như thế này đó. Do là khi mà xếp thì sếp sẽ xếp sau le hai cái loa như thế này, thì một số các cái loa nó cạ vào nhau nên là nó sẽ gây trầy ở những cái góc này, chứ không phải là loa đã qua sử dụng ha. Loa mà đã qua sử dụng thì anh em sẽ thấy có vết bắt ốc ở đây đó ha. Rồi cái này khi mà úp cái đường xuống nó sẽ cạ qua cạ lại thì nó sẽ có trầy ha. Đó, đây là con chép lụa này, con chép lụa này reference ha, màng poly đây
Công suất của loa này là 5 RMS là 55W và peak là 165W ha. Mã là Infinity 607FSL. Lưu ý anh em, đây là mã 607FSL, nó sẽ khác với cái mã là 607F nha. 607F thì giá cao hơn khá là nhiều. 607F bên mình đang bán giá là 1 triệu 500 ngàn cho tới 1 triệu 600 ngàn tùy tình trạng ha. Còn cái mã này thì giá chỉ có 1 triệu 050 ngàn thôi, một cặp thôi, giá rất là tốt luôn ha. Mẫu loa có trọng lượng cũng gần như là tương đương với cái mẫu loa 3 đồng trục 3 đường tiếng của Sony. Mẫu loa của Sony thì có cái trọng lượng là 560g, còn mẫu này thì có trọng lượng là 590g, nó chỉ chênh lệch 30g thôi. Nói chung cũng không có chênh lệch quá rất là nhiều ha. Tuy nhiên thì cái âm thanh của cái mã dòng Infinity này nó sẽ khác biệt hơn khá rất là nhiều so với lại cái Sony ha. Anh em có dịp nghe thử thì anh em nên nghe thử hai cái dòng này để xem có sự khác biệt như thế nào. Nếu như mà nghe qua video thì chắc là anh em cũng chỉ cảm nhận được một phần thôi. Nếu anh em có điều kiện thì cứ ghé trực tiếp, mình sẽ test âm thanh trực tiếp cho anh em để anh em cân nhắc xem có thể lấy loại nào ha. Giá thì cũng sẽ chênh lệch khá là nhiều. Giá nhắc lại một lần nữa là giá của loa này nó chỉ dao động từ 500 cho tới 650 một cặp. Còn cái mã này hiện tại mình đang bán với giá là 1.050.000 một cặp ha. Rồi cuối cùng sẽ là hai cái sản phẩm mình sẽ cùng giới thiệu cùng lúc, đó là hai cái mã loa của Anpai, một cái là loa midbass và một cái là loa toàn dài của Anpai, đều có đường kính là 10cm. Mẫu này thì quá quen thuộc với những anh em nào mà đã từng xem kênh của mình rồi, mình đã giới thiệu với anh em cách đây 2 đến 3 năm rất là nhiều luôn, test âm thanh cũng rất là nhiều luôn rồi, nên là có thể trong video này mình sẽ không test âm thanh thêm. Hai cái mẫu này có sự khác biệt nhất định ha. Nhìn mặt trước thì anh em sẽ không thấy sự khác biệt, nhưng mà anh em nhìn phía ở bên hông hoặc là từ phía sau thì sẽ có sự thấy sự khác biệt. Bên tay trái của mình là cái loa midbass, bên tay phải là cái loa toàn dài ha. Khác biệt như cái tên gọi thì anh em cũng đã thấy rồi, cái loa này nó sẽ thể hiện được gần như là cả ba dài rất là tốt, bass, trung, chép đều rất là tốt. Tuy nhiên thì cái loa này thì nó sẽ chỉ thể hiện được cái dài trung trầm và trầm thôi, còn trung cao và chép thì sẽ gần như là không có ha. Đặc thù của nó do là cái cụ từ của nó rất chi là lớn, cụ từ từ neo mà rất chi là lớn và nhiều ha. Còn cái đây anh em nhìn thấy này, cái cụ từ của nó lớn hơn hẳn so với cái cụ từ của loa toàn dài bên này luôn, và cái ở phía dưới của cụ từ đấy của cụ từ thì nó sẽ có một cái lỗ ở phía này đó, anh em phân biệt như vậy. Và ngoài ra cái thông số của nó cũng sẽ khác. Loa này loa midbass ở bên tay trái mình nhá, có trở kháng là 2 ohm nha anh em. Còn loa toàn dài bên tay phải này sẽ có trở kháng là 4 ohm. Anh em lưu ý nha, cân nhắc khi mà đặt hàng ha. Loa này là có trở kháng là 2 ohm, loa này có trở kháng là 4 ohm. Và trước đây thì mình đã có khá một số các mẫu loa mà mình làm dùng cái loa này làm loa Bluetooth rất rất hay luôn, bass rất là sâu. Thì anh em chỉ việc ví dụ với cái loa midbass này, anh em chỉ cần ghép thêm với lại một cái con chép nữa là rất là ok. Còn loa này thì cũng tương đối, cũng tương tự ha. Đó. Cái mẫu này thì mình về được chỉ được có mấy cặp thôi, nên là anh em nào có nhu cầu thì liên hệ sớm ha, chỉ có mấy cặp như anh em thấy ở đây thôi, không có nhiều đâu, mỗi loại chỉ được có 2-3 cặp thôi, không có nhiều ha. Trước đây bên mình bán đồng giá là 280.000 một cặp, thì đợt này giá vẫn vậy, vẫn là 280.000 một cặp ha. Đồng giá với lại cả midbass lẫn toàn dài luôn, anh em lấy loại nào cũng được ha. Rồi ok, mẫu này thì mình sẽ không test âm thanh nha anh em, mẫu này mình sẽ không test âm thanh. Anh em có thể xem lại những cái video cũ của mình hoặc là mình xíu nữa mình sẽ kiếm lại cái video để mình chèn ở dưới phần link ở đường mô tả để cho anh em tham khảo thêm. Nếu anh em nào mà có nhu cầu đặt hàng hoặc ủng hộ bên mình thì có thể liên hệ hai cái số điện thoại mình sẽ để trên góc màn hình này ha, hoặc là anh em click ở cái đường link ở dưới phần mô tả video thì anh em có thể mua hàng trực tiếp ở trên website là shopline.vn ha. Nhắc lại một lần nữa là tất cả các sản phẩm của bên mình trong video này là hiện tại là đều giá chưa bao gồm phí ship. Nếu như anh em nào chuyển khoản đủ thì bên mình sẽ bao ship ha. Riêng với các cái cặp loa của Anpai như thế này thì mua từ 2 cặp trở lên chuyển khoản thì bạn sẽ bao ship ha, một cặp thì chuyển khoản cũng chưa bao ship được. Rồi bây giờ sẽ là phần test âm thanh anh em ha. Có một xíu thay đổi nhỏ so với lại dự kiến ban đầu của mình. Ban đầu mình dự kiến là mình sẽ test những củ loa này ở bên ngoài này, tức là sẽ không để vào thùng. Tuy nhiên thì sau khi thử nghiệm thì mình thấy là có sự sai lệch về âm thanh khá là nhiều. Anh em có thể sẽ không cảm nhận được cái độ chân thực của cái củ loa này, những cái củ loa này, nên là mình quyết định là mình sẽ đặt tạm vào trong cái thùng như thế này, coi như là mô phỏng cái cánh cửa ô tô đi ha, và cũng mô phỏng luôn với lại là cái thùng loa của anh em. Như anh em thấy là đây là mình chỉ để tạm thôi ha, không kín hơi không gì hết. Và test bằng một cái đầu CD ô tô của hãng JVC. Đầu này là đầu theo xe của xe Xpander ha.
Thì đầu này mình không có âm ly, không có gì hết. Đây là đầu zin. Và chốc nữa anh em sẽ thấy là mình sẽ để một mức âm lượng và test tất cả cục loa, test một đoạn nhạc duy nhất để cho anh em so sánh được, cho anh em thấy được cái sự khác biệt, sự khác nhau giữa các cái cổ loa với nhau là như thế nào ha. Video này thì mình sẽ không test nhiều thể loại nhạc mà mình chỉ test một loại nhạc duy nhất. Video này mình sẽ làm ngắn gọn thôi để đỡ mất thời gian của anh em. Rồi, đầu tiên sẽ là một đoạn mở đầu của cái bài Ga chiều phố nhỏ của Phương Hương Thảo ha. Sẽ có giải trầm, giải trung và chép nữa. Bài này nó sẽ thể hiện được gần như là tất cả các giải. Hy vọng là anh em cũng sẽ cảm nhận được qua cái vị của mình. Anh em nhớ đeo tai nghe nha, để cảm nhận rõ hơn. Rồi, ok, anh em cùng nghe thử nha. Chẳng thấy anh đâu, buồn muốn khóc trong mưa.
phải là anh. Với cái mẫu loa mà 130GS của Sony này, do cái kích thước của nó là 13cm, không có thùng của nó này, là mình sẽ gã để tạm vào trên miệng loa, miệng thùng này ha. Anh em sẽ cảm nhận được một phần nào đó cái loa bass. Tất nhiên là khi mà hở như này thì cái âm bass của nó cũng sẽ không có tròn trịa đâu. Nhưng mà anh em cùng nghe thử nhá. Tiện thì mình cũng sẽ test một cái đoạn nhạc ngắn, test cái âm bass cho anh em nghe thử cái loa Infinity này ha. Dù là cái cổ từ nó khá gì là nhỏ và cái gân nó mỏng, nhưng mà cái âm bass của nó không bao giờ thiếu đâu nha anh em. Anh em nghe thử ha. Lưu ý là với cái loa Sony này này, cái lỗ hở của nó khá chi là nhiều, nó bị xì lên, nên là mình sẽ không test cái nhạc bass ở cái loa này được, do là nó bị xì lên, nghe nó sẽ có những tiếng phù á. Nên là mình chỉ test được cái loa Infinity này thôi ha. Rồi anh em cùng nghe thử nha. Thank you.
Đó, như anh em cũng thấy là tiếng bass rất là chắc và uy lực ha. Rồi, bây giờ mình sẽ thử ở cái loa Sony ha. Mẫu Sony 160GS này thì nó không có cái lỗ giống như là cái mã này, nên là có thể gá tạm vào đây được ha. Nói chung cũng xì hơi á, nhưng mà cũng sẽ được một phần nào đó. Rồi, bây giờ anh em cùng nghe thử nha. Mình mở lại cái đoạn nhạc đó bằng mức volume như lúc nãy ha. Em thấy là cũng rất là ok ha. Rồi, như vậy là mình đã test xong ba cái mẫu loa này, Infinity 607FL, Sony 160GS, XS160GS và mẫu loa Sony XP-FP163E. Thì anh em nào có nhu cầu hoặc là muốn ủng hộ bên mình thì có thể liên hệ hai cái số điện thoại ở trên góc màn hình ha. Anh nhắn tin SMS, Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp ha. Sẵn đây, thì mình sẽ nhắc lại giá với anh em để cho anh em đặt hàng ha. Mới cái mẫu XSFB163E này thì có hai loại, một loại là gân đẹp, hoặc là một loại là gân xấu. Gân đẹp là 650.000 một cặp, gân nó xấu hơn một xíu, nó móc hơn là 500.000 một cặp ha. Giá cho bao gồm phí ship. Má Infinity 607FSL, 607FSL này thì giá là 1.050.000 một cặp ha. Giá trên website hiện tại đang là 1.200.000 một cặp, tuy nhiên thì ở video này mình sẽ giảm giá còn là 1.050.000. Cái loại mã này thì cũng chỉ có 2-3 cặp thôi, không có nhiều ha. Rồi, cuối cùng sẽ là cái mã Sony XS160GS đồng trục. Mã này thì sẽ có giá là 900.000 một cặp. Tất cả các cái sản phẩm này thì đều chưa bao gồm phí vận chuyển. Và nếu như anh em chuyển khoản đủ thì bên mình sẽ bao ship ha. Rồi, cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Thank you.